Liên quan đến vụ nổ súng cướp hơn 3 tỷ đồng của Ngân hàng Việt Công Banh, Công an vừa quyết định khởi tố bị can với người yêu của tên cướp là Trần Thị Thu Thủy, sinh năm 2000, trú tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, để điều tra về hành vi che giấu tội phạm. Được biết, sau khi được bạn trai cho số tiền là 1,3 tỷ đồng, từ số tiền cướp được, Thủy đã mang đi mua kim cương, vàng bạc, nhiều đồ đạc có giá trị. Có luật sư cho biết nếu bị kết án thì cô gái này sẽ phải đối diện với mức án rất nặng. Thủy khai được bạn trai cho hơn 1,3 tỷ đồng. Cô gái này đã dùng tiền để mua một chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max với giá là 30,9 triệu đồng. Một chiếc MacBook Air với giá là 20,5 triệu đồng. Một chiếc xạ iPhone với giá là 300 ngàn đồng. Thủy còn mua một vòng đeo tay bằng vàng trắng, một nhẫn vàng trắng đính kim cương với giá là 28 triệu đồng. Còn hơn 1,2 tỷ đồng, Thủy đã gửi bạn. Theo nhà chức trách, sau khi biết Nam gây ra vụ cướp ngân hàng, Thủy vào mạng xã hội nhận ra tên cướp chính là Nam, nhưng Thủy vẫn không trình báo cơ quan công an và không nộp lại số tiền nói trên. Hiện cơ quan điều tra đã thu hồi số tiền hơn 1,2 tỷ đồng cùng các tài sản Thủy mua được bằng số tiền bất chính. Giới luật sư phân tích tiếp, Thủy đã cất giấu số tiền hơn 1 tỷ đồng sau khi biết số tiền này được cướp từ ngân hàng. Đây là vật chứng của vụ án. Hành vi này gây khó khăn cho hoạt động điều tra. Bởi vậy cô ấy, cô gái sẽ phải chịu trách nhiệm pháp luật về hành vi che giấu tội phạm. Với tội danh này, thủy có thể sẽ phải đối mặt với khung hình phạt lên đến 7 năm tù. Ngoài ra, cô gái này có thể sẽ phải đối mặt thêm với tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có với khung hình phạt là phạt tù từ 10 đến 15 năm. Như vậy là trong trường hợp bị kết án về hai tội danh nói trên, cô gái nhận tiền của bạn trai cướp ngân hàng sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 22 năm tù. Ở trường hợp cô gái này thành khẩn khai báo ăn năn hối cải tự nguyện bồi thường và khắc phục hậu quả và có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khác theo quy định của pháp luật thì có thể phải chịu mức hình phạt thấp hơn so với mức cao nhất nêu trên